Chào các bạn, hôm nay tôi xin hướng dẫn cho các bạn cách làm sao để sử dụng một máy chiếu để xem phim 3D đơn giản ở trong gia đình. Đầu tiên chúng ta hãy khởi động máy chiếu. Máy chiếu ở đây tôi xin giới thiệu với các bạn, đó là dòng máy ViewSonic, model là 6235. Chúng ta hãy khởi động máy chiếu và kết nối máy chiếu với lại đồ phát 3D thông qua các HDMI. Ở đây tôi sử dụng đồ phát HD iMedia, cái model là 910B. Thì đầu tiên chúng ta khởi động và kết nối máy chiếu với đồ phát thông qua HD thì máy chiếu sẽ chiếu lên cái giao diện của đồ phát. Ở đây chúng ta vào đến cái mục quản lý file, tìm đến từ mục chiếu ổ cứng, chiếu phim. Ở đây tôi xin mở thử một phim, đó là phim Hòn đảo huyền bí. Đây là phim 3D có định dạng là side by side, cho nên lúc chúng ta mới mở lên thì chúng ta sẽ thấy hình ảnh của ta là có hai hình hai bên giống nhau. Để xem được tín hiệu 3D từ máy chiếu này thì đầu tiên chúng ta bấm menu ở trên remote của đồ phát, sau đó chúng ta chọn đến mục 3D side by side, mục đích là để chúng ta chụp hai cái phim này lại, chụp hai cái hình này lại với nhau. Chúng ta vừa thực hiện cái việc mà chụp hai hình lại với nhau thì các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy chúng ta có dòng dạng của bóng để xem tín hiệu 3D. Chúng ta bắt buộc phải đeo kính. Ở đây là kính, chúng ta sử dụng là kính nhận kính màn trật. Đây tôi xin giới thiệu kính, ở đây là kính Optoman ZD302, đây là model kính mới nhất của Optoman hiện nay. Chúng ta hãy đeo kính vào và bấm nút power ở trên kính. Zuprox. Thanks. Đây, tôi sẽ cho các bạn máy quay, tôi quay trực tiếp lại. Hơi khó quan sát một chút, nhưng mà đây là cách để chúng ta có thể nhận dạng được khi nào thì có tín hiệu phim 3D. Đây, các bạn có thể thấy khi chúng ta coi trực tiếp qua kính 3D thì cái hiện tượng đổ bóng của chữ nó sẽ không còn, có nghĩa là chúng ta đã cảm nhận được tín hiệu 3D phát ra từ máy chiếu. Các bạn lưu ý là đối với phim 3D mà chúng ta xem từ đầu phát thì chỉ có duy nhất là cổng HDMI thì mới có thể phát được tín hiệu phim 3D. Các cổng còn lại là cổng video thì chúng ta không thể sử dụng được để được xem được phim 3D. Đây các bạn có thể thấy các cái cổng kết nối ở đây tôi đang sử dụng chính là cổng HDMI. Sợi dây cáp có màu đen. Máy chiếu đang sử dụng là máy chiếu ViewSonic. Các bạn có thể thấy logo ViewSonic ở trước máy. Faster!
Với máy chiếu ViewSonic thì chúng ta cũng có thể xem phim 3D được thông qua cổng VGA nếu chúng ta kết nối trực tiếp cổng VGA với máy vi tính hoặc là laptop. Đây là một điểm khác biệt giữa dòng máy chiếu ViewSonic và các cái dòng máy chiếu khác. Để xem được tín hiệu 3D tốt và không bị ảnh hưởng bởi cái môi trường ánh sáng xung quanh thì khi mà xem phim thì chúng ta nên hạn chế tối đa cái ánh sáng ở trong cái khu vực mà chúng ta xem phim. Nếu các bạn có các vấn đề thắc mắc có liên quan đến việc sử dụng máy chiếu để xem phim 3D, các bạn có thể truy cập trang web vnpc.com.vn hoặc gọi trực tiếp cho chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn sử dụng. Chúc các bạn thành công.